Tuần cựu nhật khấn Thánh Cà Du Sa, ngày thứ sáu, Thánh Cà Du Sa con người khiêm nhường. Trong giờ khấn này xin được cầu nguyện cho tất cả quý ông bà và anh chị em, cầu nguyện cho các bệnh nhân, các cụ già, các tội nhân, những gia đình đang gặp khó khăn và cầu nguyện cho những người hiền lành và khiêm nhường, cũng như tất cả những ý cộng đoàn xin khấn trong ngày hôm nay. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao dồi cho đám muôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu son. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hiệu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Hãy đến cùng Thánh Giuse. Hãy đến cùng Thánh Giuse. Ai mong sông đẹp lòng Chúa, hãy đến cùng Thánh Giuse. Người là gương công chính, đóa hoa huệ thắm vườn thiêng. Người gần Chúa Giêsu, nguồn mạch thánh khiết tinh tuyền. Hãy đến cùng Thánh Giuse. Hãy đến cùng
ai say men tìm lời Chúa, hãy đến cùng Thánh Giuse. Người hằng nghe Chúa nói giữa âm thầm giữa lặng im, bằng đời sống khiêm nhu người nhìn xem đấng vô hình. Ai vui xong đời cần lao, hãy đến cùng Thánh Giuse. Người từng đem công khó đắp xây cuộc sống trần gian, nhiệm vụ Chúa trao ban trọn đời mong manh chu toàn. Suy niệm về Thánh cả Giuse, cuộc cách mạng của sự diệu hiền. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu đối chiếu mình với tình phụ tử của Thánh Giuse, tấm gương của tình phụ tử của Thiên Chúa, và tự hỏi xem chúng ta có để cho Chúa yêu thương chúng ta bằng sự dịu dàng của Người, biến đổi mỗi người chúng ta thành những người nam và người nữ có khả năng yêu thương theo cách này hay không. Ngài nói nếu không có cuộc cách mạng về sự dịu dàng này, chúng ta có nguy cơ bị giam cầm trong một công lý không cho phép chúng ta dễ dàng trỗi dậy, và nó gây nhầm lẫn giữa sự cứu chuộc với sự trừng phạt. Vì lý do này, hôm nay tôi muốn đặc biệt tưởng nhớ đến các anh chị em của chúng ta đang ở trong tù. Đúng là những người đã làm sai phải trả giá cho lỗi lầm của mình, nhưng cũng đúng là những người đã làm sai sẽ có thể chuộc lại lỗi lầm của mình. Không thể lên án nếu không có cửa hy vọng. Mọi sự lên án luôn có một cửa sổ hy vọng. Chúng ta hãy nghĩ đến những anh chị em của mình trong tù, và hãy nghĩ đến sự dịu dàng của Thiên Chúa dành cho họ, và cầu nguyện cho họ để họ có thể tìm thấy trong cửa sổ hy vọng, trong cửa sổ hy vọng đó một lối thoát để hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời các tín hữu cùng đọc lời cầu nguyện này: Lạy Thánh cả Giuse, người cha dịu hiền, xin dạy chúng con chấp nhận rằng chúng con được yêu. Chúng con được yêu thương chính trong sự yếu đuối nhất của chúng con. Xin giúp chúng con đừng đặt điều gì ngăn cản giữa sự nghèo khổ của chúng con và tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa. Xin khơi dậy trong lòng chúng con ước muốn đến với sự hòa giải, để chúng con có thể được tha thứ và cũng có thể yêu thương cách dịu dàng những anh chị em nghèo khổ của chúng con. Xin gần gũi với những người đã lầm lạc và đang trả giá cho điều đó. Xin giúp họ không chỉ tìm thấy công lý, nhưng cả sự dịu dàng để họ có thể bắt đầu lại. Và xin dạy họ rằng cách đầu tiên để bắt đầu lại là chân thành xin ơn tha thứ để cảm nghiệm sự dịu hiền của Chúa Cha. Amen. Lắng nghe lời Chúa phán và hãy quyết tâm thực thi, sống công bình bác ái, làm chứng ta người đi. Con kiên tâm theo Người là đường là chân lý, trao yêu thương cho đời, lời Người dẫn bước con đi. Lời Chúa là đường con theo bước, là đích đến mọi người trong tin yêu, luôn thắp sáng, luôn khắc nhớ vào lòng. Lời của Người là cõi phúc trường sinh. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng Cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi các nhà chiêm tinh đã ra về thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: Này ông Giuse, dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết hài nhi đấy. Ông Giuse liền trỗi dậy và đang đêm đưa hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Ông ở đó cho đến khi vua Hê-rô-đê băng hà để ứng nghiệm lời phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Sau khi vua Hê-rô-đê băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với ông Giuse bên Ai Cập, báo mộng cho ông rằng: Này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người về đất Israel, vì những kẻ tìm giết hài nhi đã chết rồi.
ông liền trỗi dậy đưa hài nhi và mẹ người về đất Israel. Nhưng vì nghe biết Archelao đã kế vị vua cha là Herode cai trị miền Jude nên ông sợ không dám về đó. Rồi sau khi được báo mộng, ông lui về miền Galilê và đến ở tại một thành kia gọi là Nazareth để ứng nghiệm lời đã phán qua miệng các ngôn sứ rằng người sẽ được gọi là người Nazareth. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Lời cầu: này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Herode sắp tìm giết hài nhi đấy. Xin cho chúng con biết đón nhận thánh nhi Chúa để sẵn sàng thi hành theo lời sứ thần truyền noi gương thánh Giuse. Ông Giuse liền trỗi dậy và đang đêm đưa hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Xin cho chúng con biết đón nhận thánh nhi Chúa, mau mắn thi hành dâu là lúc đêm khuya, noi gương thánh Giuse. Ông ở đó cho đến khi vua Herode băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ, ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Xin cho chúng con biết đón nhận thánh nhi Chúa, cho đến khi lời Chúa được ứng nghiệm cho chúng con, noi gương thánh Giuse. Này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người về đất Israel, vì những kẻ tìm giết hài nhi đã chết rồi. Xin cho chúng con biết đón nhận thánh nhi Chúa, bất cứ Chúa muốn điều gì nơi bản thân con, noi gương thánh Giuse. Rồi sau khi được báo mộng, ông lui về miền Galilê và đến ở tại một thành kia gọi là Nazareth để ứng nghiệm lời đã phán qua miệng các ngôn sứ rằng người sẽ được gọi là người Nazareth. Xin cho chúng con biết đón nhận thánh nhi Chúa, vì đó là kế hoạch nhiệm màu Chúa dành riêng cho chúng con, noi gương thánh Giuse. Chúng ta thinh lặng cầu nguyện theo ý riêng của mỗi người. Kinh cầu thánh Giuse. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúa Kitô nghe cho chúng con. Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thần. Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thần. Đức Chúa Thánh thần là Đức Chúa Trời thần. Ba ngôi cũng là một Đức Chúa Trời, Rân Thánh Đức Bà Maria, Ông Thánh Giuse. Ông Thánh Giuse là đấng sang trọng bởi dòng David. Ông Thánh Giuse là sứ sang các thánh tổ tông. Ông Thánh Giuse là bạn Đức Mẹ Chúa Trời. Ông Thánh Giuse là đấng thánh sạch gìn giữ đấng nữ đồng trinh. Ông Thánh Giuse là đấng dưỡng nuôi con Đức Chúa Trời. Ông Thánh Giuse là đấng ân cần gìn giữ Chúa Kitô. Ông Thánh Giuse là đấng cai quản thánh gia thân xưa. Ông Thánh Giuse gồm no mọi nhân đức. Ông Thánh Giuse cường thanh cường tình. Ông Thánh Giuse cường khôn cường ngoan. Ông Thánh Giuse là đấng vững vàng mạnh mẽ. Ông Thánh Giuse chịu lụy mọi đàng. Ông Thánh Giuse rất ngày chính thần thà. Ông Thánh Giuse là gương nhân đức nhịn nhục. Ông Thánh Giuse yêu chuộng sự khó khăn. Ông Thánh Giuse là gương tốt lành cho kẻ làm thờ phải soi. Ông Thánh Giuse là mẫu mừng sáng láng về cách ăn nết ở trong nhà. Ông Thánh Giuse gìn giữ các kẻ đồng trinh. Ông Thánh Giuse là như cột trụ cho kẻ bệnh tật được cậy trông. Ông Thánh Giuse là quan thầy phù hộ kẻ mong sinh thì. Ông Thánh Giuse các ma quỷ kinh khiêm.
Ông Thánh Giuse là đấng bảo hộ cả và hội thánh. Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. Chúa đã đặt ông Thánh Giuse làm chủ nhà Chúa cùng cai quản gia nghiệp Chúa. Chúng con lạy ơn Đức Chúa Trời bởi lòng thương vô cùng đã chọn lấy ông Thánh Giuse làm bạn cùng thân thánh Đức Mẹ Chúa Trời. Chúng con kính chuộng ông Thánh Giuse là quan thầy phù hộ chúng con ở dưới đất, thì xin Chúa ban cho chúng con được đáng ăn mày quyền thế người, cầu bầu cho chúng con ở trên trời. Amen. Kinh ông Thánh Giuse bảo trợ những vụ khó khăn. Lạy Thánh Giuse, xưa nay không ai kêu cầu Cha mà vô hiếu. Cha có thần thế trước mặt Đức Chúa Trời, đến nỗi người ta có thể nói rằng trên trời Thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin. Lạy Cha hiền, xin cầu bầu cùng Chúa Giêsu cho chúng con. Khi ở thế gian này, Cha đã từng là Cha nuôi và là vị bảo hộ trung thành của Chúa Con Chi Thánh. Nay xin Cha bảo chữa cho chúng con bên tòa Chúa. Chúng con trao phó nơi Cha vụ khó khăn này. Xin Cha giải cờ giúp chúng con để thêm một vinh quang mới vào bao nhiêu vinh quang sẵn có của Cha. Lạy Thánh Giuse nhân từ, chúng con tin tưởng. Vâng, chúng con tin tưởng Cha có thể chấp nhận lời nguyện của chúng con và giải thoát chúng con khỏi những khổ cực ưu sầu mà chúng con đang gặp phải. Hơn nữa, chúng con vững lòng trông cậy Cha không bỏ qua điều gì dù minh cho những người sầu khổ kêu cầu Cha. Chúng con xâm mình dưới chân Cha, tha thiết nài xin Cha đoái thương đến những than van không lòng của chúng con. Xin Cha lấy tình thương như áo choàng che phủ chúng con và chung lành cho chúng con. Amen. Muôn dân kết tâm tình cùng tôn vinh Thánh Giuse. Ôi Cha nuôi con Chúa uy linh, xác một người sáng thiết tình, nhưng công chính cao vời còn luôn soi chiếu nơi nơi, như gương nam cao vút xanh tươi bóng rơm mát cho muôn người. Đây con thuyền hồi thánh bập bềnh, chiều sông hàng xô tới xô lui, cuồng phong hàng vây kín mọi lối. Dân Chúa trung kiên tìm theo đường chân lý vững bền. Muôn dân kết tâm tình cùng tôn vinh Thánh Giuse. Ôi Cha nuôi con Chúa uy linh, xác một người sáng thiết tình, gương công chính cao vời còn luôn soi chiếu nơi nơi, như gương nam cao vút xanh tươi bóng rơm mát cho muôn người, như gương nam cao vút xanh tươi bóng rơm mát cho muôn người. Lạy Thánh Cả Giuse, lạy Thánh Cả Giuse, lạy Thánh Cả Giuse. Chúng ta đọc một kinh lạy Cha, một kinh kính mừng và một kinh sáng danh để cầu nguyện theo tất cả những ý cộng đoàn xin khấn hôm nay.
Lạy Cha chúng con ơi trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nơi Cha trì đến, y Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy màn Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Chúc anh chị em luôn được bình an. Ai mong sông đẹp lòng Chúa, hãy đến cùng Thánh Giuse. Người là gương công chính, đóa hoa huệ thắm vườn thiêng. Người gần Chúa Giêsu, nguồn mạch thánh khiết tinh tuyền. Hãy đến cùng Thánh Giuse. Ai say men tìm lời Chúa, hãy đến cùng Thánh Giuse. Người hằng nghe Chúa nói, giữa âm thầm giữa lặng im. Bằng đời sống khiêm nhu, người nhìn xem đấng vô hình. Ai vui xong đời cần lao, hãy đến cùng Thánh Giuse. Người từng đem công khó đắm say cuộc sống trần gian, nhiệm vụ Chúa trao ban trọn đời mong manh chu toàn. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.